Hello nha anh em. Bữa nay xe dài quá trời luôn anh em ơi. Lên clip mà tổng hợp ha. Anh chị em mình quan tâm xe cổ nào tại cửa hàng xe máy Cánh Thép thì vui lòng liên hệ hả? Địa chỉ cụ thể bản hiệu cửa hàng anh em nha. Hả? Thích xe nào thì cứ liên hệ ha. Do clip để chắc em muốn đi lẻ thôi. Hả? Khách nè. Mình thích xe nào đó mình cứ alo hoặc là nhắn tin cho các bạn nhân viên bên em ha. Để tranh thủ thời gian ha. Thích xe nào thì anh em cứ liên hệ trực tiếp các bạn nhân viên hoặc là anh em mình có thể kết bạn Zalo đó. Đó rồi kêu các bạn ấy gửi hình chi tiết cho anh em ha. Hoặc là nhà là anh em có thể đến trực tiếp tại cửa hàng để tham khảo xem xe test chạy thử đâu ha. Mình ở xa thì mình search Google Map đó nè, search cửa hàng xe máy Cánh Thép, rồi mình bấm vào đường đi ha, bấm vào đường đi mình coi thử gây từ ở chỗ của mình đến cửa hàng nhiêu km đi đường nào. Còn không có thời gian anh em cứ ở yên một chỗ ha, anh em cứ bấm số dạ luôn, mọi thứ đẹp lo hết, lo hết cho anh chị em mình luôn. Clip này chủ yếu là báo mặt xe thôi nha anh em. Bởi thành ra chắc em cũng phải đi thoáng ra thôi. Còn mình quan tâm xe nào có thể mình search lên YouTube á, mình coi. Đó, tất cả các xe đây em đều cho các bạn nhân viên review hết rồi. Từng con xe, từng con xe. Nói tại xe nhiều quá không đi chi tiết thôi, bán thì cũng có ghi giá đầy đủ trên yên hết, trên yên xe là giá đó. Con cái nhiều quá, nói từng chiếc thôi không biết đến chừng nào mới hết xe nổi, hết cái mà thời lượng video nổi anh em ha. Thích cái nào cứ alo. Con đó AB Việt ha, AB Việt ta full đen cam, AB Thái đen cam rất đẹp đó. Anh em cứ điện thoại này ẹt một càng hay lấy chín, trong đó xe 50 ha, này quay thấy thích xe nào mình cứ mạnh dạn mình điện thoại, mình bỏ tiền ra thì mình được quyền anh em ha, mình được quyền thôi, nó giá cũng có trên yên đó. Liên hệ về thoải mái, không có gì hết, mua không mua cũng không vấn đề gì, không có nặng nhẹ vấn đề mua không mua đâu. Anh chị em mình có quan tâm tới lưu tâm tới mà shop là đã là quý lắm rồi. Mình cứ kêu các bạn cung cấp hình ảnh giá cả rồi giấy tờ chụp chỗ nào có tặng thêm cái gì á, cứ việc thoải mái liên hệ nha. Cái này full led lên quay nè, thay luôn cả bộ áo Thái luôn á, có hai máy cũ á, rất là dễ xài. Nếu mà thích cái nào mình cứ thoải mái liên hệ ha. Quay Thái, quay tiếp gì khu trời neo luôn. Qua cái ô gì đó. Hay là cấp đi Thái vậy nè. Rồi ok ha, chắc cũng ghi xương xương thôi chứ chủ yếu là điểm qua xe thôi. Anh em thấy dụ như mình dưới ngang mà thấy rồi xe mình quan tâm đó, cứ thoải mái liên hệ, không có gì phải ngại hết đó. Tại vì buôn bán cái gì cũng khó khăn, mình phải chịu khó anh em ha. Đó, cứ liên hệ thôi, cứ bấm liên hệ thoải mái, mọi thông tin chi tiết đều đầy đủ trên đây ha. Đó, địa chỉ bản hiệu. Rồi cảm ơn mọi người, chúc buổi tối vui vẻ.